Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Lương thực Bangladesh đã ký gia hạn bản ghi nhớ về việc thương mại gạo giữa chính phủ hai nước vào chiều ngày 23 tháng 5 tại Hà Nội. Theo đó, Bangladesh có thể mua khoảng 500.000 tấn gạo của Việt Nam từ nay cho đến hết năm 2017. Bản ghi nhớ giữa Việt Nam và Bangladesh có hiệu lực 5 năm, kể từ ngày ký đến năm 2022. Quy định mỗi năm tùy theo nhu cầu và giá cả thị trường thế giới. Việt Nam sẽ cung cấp cho Bangladesh số lượng gạo các loại lên đến 1 triệu tấn, hai bên cũng đã chỉ định các đầu mối của mình để giao dịch, đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng. ngay sau khi ký kết bản ghi nhớ này, phía Bangladesh đã thông báo mong muốn mua ngay của Việt Nam khoảng 250.000 đến 300.000 tấn gạo trắng 5%. phía Bangladesh cho biết có thể mua khoảng 500.000 tấn gạo của Việt Nam từ nay đến hết năm 2017. trong bối cảnh ngành sản xuất lúa gạo của Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đầu ra của sản phẩm. Việc chính phủ hai nước ký kết gia hạn được bản ghi nhớ này trong thời gian 5 năm sẽ giúp ngành sản xuất lô gạo trong nước giải được một phần bài toán đầu ra.